thế nào là hèn hạ và câu chuyện về hai hồng quân liên xô tác giả hoàng hữu phước dường như tất cả những người có tư tưởng chống chủ nghĩa cộng sản vốn toàn là những nhà trí thức đáng kính những nhà tư tưởng những người có học thức thực thụ và những người có tư cách trưởng thượng đều chưa có ai từng tham gia viết blog bôi nhọ một nước cộng sản cụ thể nào đó đơn giản vì họ thuộc đẳng cấp cao của trí tuệ khi hành trạng tư duy của họ nhận biết rõ giá trị cao vời của chủ nghĩa cộng sản khiến họ biết rằng nhất thiết phải có một trí tuệ cao vời tương tự hoặc cao hơn để từ đó suy tư triết học về cuộc diện ý thức hệ vốn đòi hỏi biết bao thứ gọi là chủ nghĩa từ chính trị đến hội họa và sáng tác thơ ca để hình thành những diễn giải các bất hợp lý nào đó trong triết thuyết cộng sản chủ nghĩa mà họ đã tư duy đến những cao kiến để đề xuất nhằm hoàn thiện chủ nghĩa cộng sản hoặc những dự đoán về tương lai kinh tế thế giới hoặc đúc rút ra những điều tốt đẹp nào của chủ nghĩa cộng sản để có thể áp dụng mà không nhất thiết phải có cuộc cách mạng cộng sản chủ nghĩa hoặc đề ra những biện pháp khắc chế đối với các công kích mang tính tiên đoán nhưng quá đúng của chủ nghĩa cộng sản không phải chống cộng nói chung hoặc chống một nước nào đó đang theo chủ nghĩa ấy, vì nếu chống cái nước ấy sẽ biến mình thành thứ phản tự do, phản nhân quyền, phản văn minh, vô văn hóa. Chính nhờ bản chất trí hóa đó của các bậc trí thức chống chủ nghĩa cộng sản mà một số nước chẳng hạn tại Bắc Âu đã tự hào thực hiện những điều kỳ vĩ về phúc lợi, thật lý tưởng cho dân họ theo những lý tưởng khai sinh bởi các Mác năm xưa hoặc những siêu cường tư bản cũng biết hạn chế những bất công xã hội mà các mác cảnh báo có thể trở thành mầm mống làm sụp đổ chế độ tư bản. Họ đã chống lại chủ nghĩa cộng sản bằng cách ra sức rút tỉa những bài học hoặc cảnh báo hoặc lời khuyên hoặc lý luận của chính chủ nghĩa cộng sản để làm cho phúc lợi xã hội gia tăng, người lao động được hưởng mức độ thù lao cao hơn mà tất cả nhằm thay ra đổi thịt chủ nghĩa tư bản để chủ nghĩa tư bản hấp dẫn hơn và có cơ may trường tồn với lịch sử nhân loại. Đó là cung cách chống chủ nghĩa cộng sản của các bậc trưởng thượng trong chứng minh rằng nếu đó là những điều tốt đẹp, lý tưởng, cần cho xã hội thì chính họ sẽ là người thực hiện được và thực hiện trước. Và qua đó họ đã chống chủ nghĩa cộng sản một cách thắng lợi mà không cần phải bỏ ra nhiều năm để đè ra một chủ nghĩa mới chỉ để chống lại chủ nghĩa cộng sản trên bình diện triết học mà chưa chắc thành công có khi mất thời gian tính để kịp cứu nguy cho một sự sụp đổ mà chủ nghĩa cộng sản đã cảnh báo chắc cũng vì cái sự dường như nêu trên vậy mà có ba dấu hiệu cực kỳ giống nhau đáng kinh ngạc nơi những kẻ chống cộng chung chung hoặc chống một nước cộng sản như việt nam hoặc chống một nước có quá khứ lẫy lừng cộng sản chủ nghĩa như nga bất kể họ thuộc bất kỳ quốc gia nào trên thế giới và đang mang quốc tịch nào qua những gì họ viết blog hoặc viết comment bằng bất kỳ ngôn ngữ gì đó là không phải họ chống triết thuyết cộng sản chủ nghĩa mà họ chỉ chống bất kỳ ai dựa vào cái chủ nghĩa ấy để làm nhục họ khi đánh bại họ triệt để hoàn toàn không bao giờ đưa ra được bất kỳ điều gì mang tính sự thật hữu bằng hữu chứng có thể kiểm chứng được khi chống lại cái kẻ dựa hơi chủ nghĩa cộng sản đó và không bao giờ biết thế nào là lòng tự trọng. Từ những bức ảnh tịch thu được trên xác quân thù tại những phần lãnh thổ liên xô bao la rộng lớn mà quân Đức Quốc xã đã tiến chiếm được trong đệ nhị thế chiến. Liên Xô tìm thấy những bức ảnh được ghi chụp ngày 30 tháng 6 năm 1941 bởi Trung đoàn Đức Quốc xã Tajerlin Zeebergzer, Sư đoàn Zeebierskop, xử tử tại chỗ hai tù binh Liên Xô mà không qua xét xử tại một chốn núi cao nào đó. Ngày chụp ghi sau bức ảnh cho thấy Vụ xử tử hai tù binh Liên Xô ấy xảy ra chỉ hai tuần sau khi thế chiến bùng nổ. Dựa theo hình ảnh đen trắng mờ nhòe đó, Nga đã tiến hành giả soát kiếm tìm và đã tìm ra di hài của hai chiến sĩ ấy tại một đài nguyên thuộc vòng cung cực Bắc giáp biên giới Na Uy năm 2013 để đưa về an táng sau hơn 70 năm phơi mình trong giá rét. Dựa theo di vật quân dụng, và mẫu giấy tờ mục nát còn lưu trong một thi hài nằm bên trái, người ta mới biết được đó là anh lính hiên ngang tên Sergei Korolov, sinh năm 1912 tại làng Milicher, nông trang Serebrinsky, khu Velikoluski, vùng Kirov, gia nhập quân đội Liên Xô ngày 22 tháng 6 năm 1941 và hy sinh một tuần sau đó khi quân Đức vượt biên giới Na Uy tấn công Liên Xô. Đức bắt đầu xâm lược Na Uy ngày mùng 9 tháng 4 năm 1941 và 2 tháng sau, Na Uy quỳ gối đầu hàng ngày mùng 10 tháng 6 khi quốc vương và hoàng hậu Na Uy chạy trốn bình an sang Anh quốc. Di hài bên cạnh anh không còn lưu một chứng tích nào nên được đưa về an táng như một chiến sĩ trẻ vô danh đã hy sinh khi bảo vệ biên cương. Trong bức ảnh người chiến sĩ trẻ vô danh nói trên đang bị quân Đức áp giải lên để đứng bên cạnh gây Sergei Korolov. gây Korolov chống nạnh hiên ngang trong khi hai sĩ quan Đức chỉ vào mặt anh. Ất đang quát tháo, còn các binh sĩ Đức vây quanh có một tên đang trong tư thế nện báng súng vào gáy anh như để làm anh phải quỳ xuống trước viên chỉ huy. Các sĩ quan Đức Quốc xã ra lệnh xử tử hai chiến sĩ Liên Xô này nên lính Đức lùi lại sẵn sàng cuộc xả súng. Trong khi đó, Sergei Korolov đứng chống nạnh hiên ngang, còn người lính trẻ cạnh anh, tuy không hào hùng ngang tàng bằng anh, vẫn đứng thẳng lưng, chứ không sụng xuống vì run sợ trước họng xuống kẻ thù, trước giây phút lâm chung. Vụ xử tử được thực thi, hai chiến sĩ Liên Xô đứng cạnh nhau một mét, nhưng khi ngã xuống đã như úp mặt vào nhau để bắt đầu sự tồn tại gần một thế kỷ gắn bó chi kỷ của những vị anh hùng đơn độc trên đỉnh núi cao Giá buốt, hoang vu Dựa vào hình ảnh của núi đá, cảnh quang Trong những bức ảnh tịch thu được Nga đã càn quét suốt 72 năm Và cuối cùng tìm ra chính địa điểm này Sự tìm ra nơi trốn cuộc hành hình càng được củng cố Khi nơi đó còn có hai hài cốt Cùng những di vật hư hại còn sót lại trong trang phục Của di hài bên trái Để biết đó là xét gây Korunlop người chiến sĩ đã đứng ngang tàng chống lạnh trước kẻ thù, trong khi chiến sĩ trẻ bên cạnh thì tiếc thay thời tiết và thời gian đã làm tất cả di vật hóa bụi trần gian. Thế nhưng khi trên trang web của Anh Quốc ghi nhận về sự dũng cảm của sự việc về hai người lính Xô Viết ấy, thì có kẻ nào đó đã comment dưới dạng nặc danh rằng sự giả định rằng hai người lính Xô Viết bị vô cớ bắn chết thật là rác rưởi quân Nga gây ra tội ác tày trời chống mọi người ở châu Âu. Nên thật đáng ngạc nhiên tại sao không có thật nhiều hơn mấy vụ bắn bỏ như vậy. Tôi chẳng thấy có hình chụp nào về tội ác của Nga và phe của nó. 98% hình ảnh của Nga là do ngụy tạo để thành cái mà chúng muốn và kẻ ngu khờ dường như bị dính bẫy hết. Sự hèn hạ của kẻ nặc danh ở chỗ, hắn ta hay ả ta làm như liên xô chẳng hề bị đức tấn công nên không có chuyện đã có một cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của liên xô mà chỉ có chuyện liên xô điên cuồng xua quân tràn ngập châu âu gây hấn với toàn châu âu trong đó có nước đức hiền hòa làm như liên xô đang diễn tuồng cho người giả đóng vai lính đức chứ chẳng có lính đức nào xâm phạm lãnh thổ liên xô làm như trước sự thật là lẽ nào Mỹ và châu Âu thất bại đến độ không có được hay không gian dựng lên được bức ảnh chụp nào về tội ác của Nga đang trực tiếp xử tử tại chỗ các tù binh chiến tranh Đức hay ai đó và đốn mặt đến độ chấp nhận bản thân mình mọi dợ khi cho rằng lẽ ra nên có thật nhiều vụ hành quyết như thế với tù binh chiến tranh Nga. Tuy có vị Rustema dường như là người Thụy Sĩ gốc Na Uy đã phản bác rằng Sao lại là nặc danh hử? Mi đã không dám lương thiện với tên đầy đủ để bày tỏ luận điệu của Mi ư? Người Nga đã luôn đối xử tốt với tao, luôn lương thiện và luôn chăm sóc tao tốt đấy. Tôi vẫn buộc lòng comment thêm, cho có đủ sức mạnh của ngôn từ, cái mà thiên hạ trong toàn thế giới nói tiếng Anh hoặc trên thế giới xính dùng tiếng Anh rất kém trong đối đáp hùng biện khi phạt pháo rằng Anh quốc, Pháp và tất cả các quốc gia tây âu đã quỳ gối đầu hàng một cách nhục nhã trước đức quốc xã như thực tế lịch sử đã chứng minh ngay cả những quốc gia như thụy sĩ đã hèn hạ trở thành thiên đường cất giấu tài sản của đức quốc xã để đậy che sự muối mặt đớn hèn ấy họ đã cố tìm kiếm và khai thác mọi thứ nào chúng cho rằng có thể giúp làm hạ phẩm giá của đất nước lúc ấy gọi là liên xô trong đệ nhị thế chiến hèn hạ ẩn danh để hèn hạ dùng những lời hèn hạ nói về một sự hèn hạ tưởng tượng nhằm hèn hạ hóa một đất nước của một dân tộc không bao giờ hèn hạ trước những tên quốc xã và phát xít hèn hạ thì quả là việc hèn hạ của chỉ bọn hèn hạ chống Nga mà thôi. Uy Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.